Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Từ 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 từ. Bỏ bỏ xuống hồ Giang, bỏ xuống hồ Giang. Bỏ bỏ xuống hồ Giang. À đây đây đây. Buông 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 buông. Cái giai đoạn cuối rồi. Từ 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 từ. Sao giờ bệnh viện chứ sao giờ? Chở đi bệnh viện luôn. Kinh quá ta. Ăn bún chứ không ăn mì phải không? Hỏi đâu? Đây, đây. Chị ơi cho cháu ăn bún nha chị. Làm bún nhỏ thôi. Dạ. Ngon lành nha. Chú Mạnh ơi. Chú Mạnh. Chú Mạnh cầm thì không gian mỏi mái và khỏi tay quá. Đây để chú cầm nha. Cầm chuẩn bị con gái ăn mì nha con. Ăn mì nha. Dạ ơi. Ăn bún chứ không có ăn mì. Dạ. Dạ đi con. Dạ, dạ lớn lên. Không phải ẩm mới dạ được. Nè, cầm máy đây. Đừng chút xíu thôi. Tập cho quen đồ. Rồi, đi đi mình ẩm ra mình lựa bún ăn nha con. Ơi. Cô chú anh chị ơi, thương lắm, đâu ăn gì đâu. Ẩm mới chịu. Ăn bún phải không? Đi mình đi ra chỗ bún đi. Mình đi ra chỗ bún ha. Tại mọi người tô bún, em tô bún không nghe chị? Để Hậu Giang đi sụp luôn gì nè, cho thấy mặt thấy rõ. Thấy mặt Hậu Giang luôn á, cô chú anh chị. Đâu, ăn nào đâu, con chỉ đi. Ăn bún kìa. Ê, 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 sao từ 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 sao giờ bệnh viện chứ sao giờ chở đi bệnh viện luôn dám cố gắng lên cưng bánh mì em xỉu rồi mày mày xỉu rồi dám cố gắng lên mày lấy đồ lau cái màu của em cái ơi mày đâu rồi lấy đồ lau phải đợi đợi mày qua đợi mày qua từ 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 đi từ từ đi dính 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 cái vỏ à tự nhiên xỉu ba cho ngồi ngồi từ từ đi lấy khăn lạnh đây có khăn lạnh không lao nó bây giờ lâu lâu là bây giờ bị xỉu vậy là yếu rồi dữ rồi đó lạnh hả chị lạnh vô sao đó tự nhiên ngã xỉu vậy đó hết hồn hết trơn trời thấy thấy có người sao đây nè ngoan ngoan sao đói bụng hả đói 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 vậy làm bún gì lại cho em đi tôi đường á ăn trước đi tôi ơi làm đi để đừng các bạn qua đi không đi nổi đâu trời ơi đói sao nãy giờ trên xe hỏi đói không đói không không đến thêm gì trời ăn đi. Không cái này lâu lâu là bị gì đó mấy ngày là bị gì đó bây giờ anh khó ăn anh ít lần đó là dạ dạ thôi lỡ rồi cho gắn ăn vô thằng trai nó rung hết trơn rồi kìa tội nghiệp đói cũng đói kìa làm nhanh vô ơi rung nhỏ chứ đói luôn cái gì là ngồi đây đi con đừng gán đâu rồi ăn gán em đói rung luôn đói cuộc đường luôn rồi nè đâu rồi con rồi gái đâu gái rồi rồi xây qua bà ngoại xỉu cái bá nữa nè bà ngoại đói bụng luôn chưa lấy tô mì đó đưa bà ngoại ăn trước đi tô mì kìa kẹt đưa ra ngoài cho mày đi anh kẹt ơi hỏi nói hồn không ai nói gì nhỏ khóc luôn rồi nè thấy mẹ vậy rồi muốn khóc luôn rồi nè mẹ không có sao nghe con mẹ ăn rồi đó thấy không khóc mẹ ăn rồi không có khóc nghe rồi chú thương nghe rồi con trai lên đây ngồi đi con nhỏ xanh mặt thôi rồi trời ơi tội nghiệp quá trời luôn hên là hên là mấy chị đây có thể nè ủa té ở đâu mới vừa đi ra quỷ xuống con gái thấy tự quỵ xuống luôn đi vệ sinh trong kia ra quỵ đó luôn hết hồn hết trơn sao nãy giờ đói không kêu ghé gì đến đây kệ coi em lấy một cái tô bún nhỏ em thổi cho nguội đút cho bé ăn trước cái đi thổi thổi cho thôi anh đi anh đi anh đi, đi em cứ ăn em cứ lo em cứ đi cho nó trước đi mấy anh đút mấy cho cháu ăn sau bé nãy đang cười thấy mẹ vậy muốn khóc luôn rồi khóc luôn nè tội nghiệp không có lớn mà biết à không biết kéo áo xuống trời đang ngồi quán bên kia tự nhiên ăn gì hết hồn chứ kêu qua chở đi đó kêu chở tính chở đi tính chở đi luôn lấy cái ghế cho con ngồi nha
Chân, chân nó ok, để vô đây coi coi rồi khỏe không. Chứ kêu ông là tính trả hút đi đó. Bị gì hoài hả? Là cái thời gian gần đây là bây giờ bắt đầu là bị gì hoài liên tiếp đúng không? Thứ 2-3 ngày là bị. Tại vì bữa bác sĩ nói là nó trở biến rồi à, biến chứng hả? Thôi mới gắn mang đi trời, làm đúng hình hết trơn, đang tội nghiệp gái quá trời luôn à. Chú đang thợ bún cho con ăn đó nha, con đói bụng chưa? Đói bụng rồi hả? Em cũng không nói gì hết trơn. Hỏi nãy trên xe hỏi đói bụng không là không. Hồi nãy ăn ở chỗ bệnh viện đó ăn có mấy muỗng hà, mà nhờ bé gái đút cho được mấy muỗng đỡ đó. Chứ em ăn chừng 2 muỗng em nghỉ rồi. Khổ ghê. Thôi thì chị ăn đi, ăn đi rồi. Ăn đi em ơi. Ăn để cho lo cho con. Nghiệt quá trời luôn mọi người ơi. Ngoài đút ở ngoài ăn đi. Ăn thấy đỡ không cưng? Giờ nè, người đẹp lo người đẹp đi chứ, người đẹp lo người ta rồi ai lo người đẹp nữa nè. Người đẹp cầm bằng sinh cũng lo. Nó ăn đi rồi rồi nếu mà không no kia thêm nữa nha. Không no ăn thêm tới giờ anh chưa hết gung nữa nè, chân thiệt anh gung dữ lắm luôn. Để thôi rồi hô no no về nhà rồi đói nữa, về nhà nấu cơm ăn không có kịp đâu. Hỏi cái tô bún nhỏ cho em đi Kiệt. Em cho nguội đi đút cho em luôn đi Kiệt. Con ăn nóng được không con? Đói. Đây nè coi coi. Rồi cảm ơn chị nhiều lắm nha. Chờ đường nóng nè. Cảm ơn chủ quán dữ lắm luôn. Hết vô đây không? Dạ dạ không có biết được, không có biết đâu, không biết đâu, tại vì em chịu rất thình lình. Con mày hả, gắn ăn đi cưng, ăn hết đi rồi muốn ăn thịt thêm nữa không, dùng cái tay dùng rồi sao rồi, từ từ thôi, từ từ thôi, dùng cái tay hả, không uống miếng trà đường đi em, uống miếng trà đường đi, uống miếng trà đường đi, ăn tiếp nha, ngồi chút đi, cái tay dùng quá, từ 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 từ, cái gì quá, từ từ. Nếu mà không no kêu thêm tô nữa, chứ tô là nhỏ không có đủ đâu. Kêu thêm đi, kêu thêm đi. Ăn miếng đi. Em ăn nổi, em mệt. Đi hoài à? Trời, tội nghiệp con gái thấy mẹ vậy rồi sợ nha, ngồi nín thinh luôn, khóc luôn. Gái ơi. Nó đòi ăn mì rồi, vậy ai ăn bún gì nha. Rồi rồi, à không, bún bây giờ xớt ra cái chén nhỏ đút cho bé nhỏ này miếng Kiệt, đút giùm đi Kiệt. Em qua đút đi Kiệt, cho cháu nó ăn, nó bụng dữ lắm rồi em. Thổi nha. Thổi nha em ơi. Mơ mốt rồi cưng đi tái khám bệnh viện nè, mấy anh ở nhà với mấy cháu con cưng được rồi đó, hai đứa con cưng được rồi đó. Bây giờ là tụi anh cũng ẩm được rồi. Cũng dạng rồi cũng mừng. Trời trời, cái tay nó chậm hết dùng nữa nè, gùng muốn chết luôn vậy. Này em ăn thêm cái này đi, ăn bụng. Xớt miếng đi, xớt miếng ăn xớt, xớt ra. Xớt miếng ăn nó đi. Xớt ra đi em. Rồi mời anh Kiệt đút cho cháu luôn anh Kiệt ơi. Đút cho cháu ăn luôn đi. Gùng chưa từng có luôn, chú anh chị ơi. Nó gùng quá trơn rồi kìa. Nóng có ăn được đây. Không? Nóng có ăn được không? Từ thôi, chuyện chưa được. Kéo kéo cái giò bé xuống Kiệt. Để giò xuống đi con. Rồi chú Kiệt đút cho con ăn nha. Có tôm này con, mất tôm không? Chú Kiệt đút cho ăn nha con. Ôi ơi, đói bụng rồi. Đâu có dữ rồi đó. Em ăn đi. Ăn chả lụa hả? Cái kìa, ăn ngon nha kìa. Hồi đói nha kìa, kìa kìa. Ăn thấy ngon. Nói chung ai cũng đói, giờ này ai cũng đói nha. Ngon không con? Ngon không? Nói với chú nghe coi ngon không? Ngon không chú cho nữa. Ồ, mê mê chả lụa rồi ăn. Em ăn phụ nó đi. Cho ăn phụ đi cưng, ăn nhiều vô. Ăn đây không? Rồi, vậy cái này em ăn luôn đi. Ừ, ăn đi cưng, gấp ăn đi.
rồi có muốn ăn cái gì nữa không? Sẵn trên đường về ghé mua cho cưng luôn nè. Không ý là ăn trái cây nghe nè, này kia có thèm món gì không? Thèm cái gì thì ăn nói không có ngại nghe không Trân? Quan trọng là sức khỏe của cưng. Công nghiệp gái quá trời luôn nè. Giờ về thấy cái thời điểm này là thấy yếu rồi đó, yếu dần rồi đó. Giờ 2-3 ngày té ra té. Yếu dần đó, cô chú anh chị. Con cảm giác chị thấy hoài rồi. Không biết làm sao nữa cô chú anh chị. Hy vọng là có một cái phép màu nào đó. Em tự nhé, chú có kẹt đút nữa nha. Trời ơi, chú kẹt cho 2 miếng chả lụa là xong rồi đó. Con thích ăn đó mà hả? Thích không con? Gật đầu đi con. Kìa thích kìa, đừng có lo cho mấy anh. Cô chú anh chị ngon không con? Ngon con? Ngon đó, bà cô chú nghe đi, gật đầu đi con. Trời ơi, đói rồi ăn kìa kìa. Thấy kinh quá à. Ôi ôi. Ăn ăn tiếp đi Trần, ăn tôm bên kia ăn vô luôn đi em. Con từ từ thôi nha. Chị ơi, chị lấy một miếng chả lụa nữa đi chị. Một miếng chả lụa đừng có để vô tô bún để cho cháu ăn đi chị. Thích ăn chả lụa nè, hết rồi kìa. Rồi để chú lấy cho con miếng chả lụa nữa nha. Gật đầu đi con. Thôi nãy đang vui lắm mà mẹ gì đó rồi khóc luôn sò nãy giờ luôn kìa cô chú anh chị. Dạ dạ cảm ơn anh à, cho cháu ăn. Bé này no chứ cưng, ăn no đi. Ăn no đi, ai là chân gắn ăn hết nhiêu đó đi cưng. Cái thí dụ trong bao tử mình nó no nó mới đủ sức đề kháng em nha. Đừng có mắc cỡ, đừng có gì hết trơn á. Cảm thấy ăn vừa no thôi, đừng có gán quá. Ăn đi kìa kìa. Rồi cái tay rung quá trời. Thôi thôi đừng, cứ ăn đi, cứ ăn đi. Con trai bên đây nè, con chú anh chị nè. Cưng hết với cưng. Ăn từ từ thôi nha. Ăn từ từ thôi nè. Xong rồi chú ẩm đi mua kẹo nha. Từ từ thôi. Để chú kiệt phủ cho ngon con. Thổi cho nguội nha. Ăn đi con. Bây giờ là mấy anh em YouTube sẽ chăm lo cho hai đứa nhỏ đó. Cô chú chị tập hợp với dần này đó. Đây còn hai nấm là kịp đây. Còn nấm em luôn đó. Ăn đi con ơi, đi con. Trần ăn hết hết luôn đi Trần. Từ từ thôi, ăn vừa no thôi nha, đừng có gái nha. Cho khỏe cái rồi ăn tiếp nữa. Trời ơi, con gái ăn hết miếng chả lụa luôn rồi đó hả? Ngoại ăn sao rồi? Được gán ăn vô. Thấy nó hồn nhiên gì đâu, thấy mạnh kìa kìa. Rồi ăn chả lụa không rồi kìa Trân. Ngon lành luôn kìa. Ăn cũng không có nên ăn nhiều quá, nặng bụng lắm. Rồi chút xíu ăn bún nha con, còn bún của con đây nè nha. Nhìn bé gái dễ cưng sao đó. Anh đỡ lo, anh lo quá trời Trân ơi, không biết cưng có sao không nữa. Xỉu hoài vậy luôn á hả? Hồi trước thì đâu có, nhưng mà thời gian gần đây do sức khỏe của cưng là kém quá trời phải không? Cỡ hơn tháng nay trở lại. Hơn tháng nay trở lại. Nhiều, thường xuyên xỉu gì luôn. Cái này đó hạ canxi anh. Mấy lần trước xỉu có đói không? Dạ cũng không đói lắm, mà cũng có lúc uống canxi. Do bây giờ cái kháng thể của em bây giờ yếu quá, yếu quá. Thôi ăn hết rồi kìa, kìa kìa. Hết chưa con? Đưa chén cho chú. Ăn giỏi đi, hồi chú cho con ăn nữa nghe. Còn bún của con nữa nè nghe. À đúng rồi. Cưng quá à. Ăn nhà ăn đi ngoại, ăn từ từ thôi. Được chưa?
ngoại bà ăn vậy. Cho ngoại ăn không nổi gì ngoại? Ăn không nổi hả? Ăn từ từ ha. Ngoại cũng đói nữa đúng không? Ngon không? Nói lớn tay này ngon không? Ngon hả? Dạ quay. Rồi. Mẹ tốt được chưa? Ồ, ngon lành cái kìa. Hết hết đồ đó không con? Hết không con? Rồi, ăn giỏi nha. Ăn đi con, ăn đi con. Đó chứ tội nghiệp quá cô chú anh chị. Cái đứa này nhỏ quá chưa nhận thức được gì chứ. Đúng rồi. Bây giờ mẹ thì không biết ra đi lúc nào. Mà mấy đứa nhỏ còn quá nhỏ gì cô chú anh chị. Thực sự là khi anh em của Hậu Giang đến chia sẻ không thể nào mà kìm được cái cảm xúc của mình. Đói ăn rồi kìa, nó thương quá. Kè kè qua kè chú Kiệt đút kìa. Ờ chú Kiệt ăn rồi, chú Kiệt đút đi. Ăn giỏi mà. Hả? Ăn giỏi mà. Ngoan lắm. Cưng lắm, cưng luôn. Bây giờ anh em mình ai ẩm cũng được rồi đó. Xong rồi lát chú Kiệt đút cho Vũ luôn nha. Ăn giỏi ghê luôn. Chú Kiệt đút cho Vũ, đút cho Hậu Giang, đút cho Hồng Mạnh ăn luôn nha chú Kiệt ơi. Để đút cho anh. Chú Kiệt đẹp trai quá, chú Kiệt lên ảnh chú Kiệt đẹp trai quá à. Ôi ăn cái cưng quá à. Khô không em, miếng nước không em? Có miếng súp bên đây nè Kiệt. Nè, để miếng súp vô cho cháu đi. Miếng nước cho dậy nuốt. Chân nữa, nghỉ chút xíu đi rồi ăn thêm nữa. Hết nổi rồi. Hết nổi rồi hả? Nổi luôn hả? Thấy sao rồi? Con gái ăn đi chứ cái gì đâu mà. Ổn chưa? Cưng phải gắn ăn uống nhiều vô mới được. Dính 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 thở đều nha, dính thở đều, từ từ dính thở đều luôn. Còn nữa hả? Nó chống mặt, nó quay cái gì? Dính 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 dính. Ok chưa? Rồi, muốn mệt nữa nè. Trong mấy ngày qua đó anh Vũ nè, cùng với tất cả những anh em khác á, quay cái hoàn cảnh của em được đăng tải lên mạng xã hội là được, trong đó là được rất là nhiều những quý mạnh thường quân từ những các kênh anh em ủng hộ cho em, như là cho em số tiền để em đi trị bệnh, và trong đó là cả cộng đồng mạng ai cũng thương quý mến mẹ con của em. Thì trong đó thì cũng có những vị mạnh thường quân ở bên kênh của anh Vũ cũng gửi cho em một chút ít. Thì trong đó có 3,5 triệu của chị Nghi Sơn 500,000, chị Nghi Minh là 3 triệu ở bên Úc Châu, 200,000 của chị Tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu của chị Hương cộng anh Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, và 1 triệu của em Kiều ở Hàn Quốc. Thì tổng cộng là 5,7 triệu ha, 5,7 triệu là anh trao cho em 5,7 triệu nha. Nó mệt nữa rồi cái gì. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì nói chung thì mỗi người chung tay vô thì sẽ gom cho em được số tiền em đi trị bệnh ha. Biết đâu đó sẽ có một cái phép màu nào đó, sẽ một tia hy vọng nào đó sẽ lóe sáng trong cuộc đời của em, để em có thể là em dìu dắt hai đứa con em trên đoạn đường còn lại nha. Hãy cố gắng và mạnh mẽ lên, đừng có nghĩ cái gì bi quan, hãy lạc quan lên nha em nha. Thầy Vũ cũng thay mặt Mạnh Thường Quân đó, xin lỗi Vũ thay mặt em Trân ở đây cảm ơn tất cả những quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều.
Hoàng Vũ cũng chúc quý mạnh thường quân luôn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng thành công trong mọi lĩnh vực của công việc. Em gắng giữ gìn sức khỏe cho em ha. Anh đăng tải video lên rồi, còn ai tiếp tục cho em là anh sẽ nhận cái phần đó ha. Bây giờ cố gắng lên em. Dạ ngoại. Quay đây con, quay đây con. 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 Cảm ơn đi, cảm ơn đi con. Cảm ơn ông bà đi. Con cảm ơn ông bà đi. Nói đi con. Con cảm ơn ông bà.